Nghề y ấy, nó hấp dẫn lắm, nó cứu sinh, an sinh, cứu cái sự sống của con người. Một con người chỉ sống có một đời thôi, cho nên là quý giá lắm, quý giá từng ngày, từng giờ, từng phút một. Kéo dài được cái tuổi thọ đó thì bác sĩ mừng lắm. Tinh hoa và tài năng của một con người có cái lòng say mê, ham muốn mới làm được. Không thương bệnh nhân, không vì lợi ích của bệnh nhân mà làm thì đừng làm ngành y. Làm vì đồng tiền không nên làm. Làm vì nhân sinh, cứu sinh, an sinh. Đó là lời răn dạy mà chúng tôi xúc động nhất khi có cơ hội được gặp thầy thuốc ưu tú, thầy thuốc đông y tiêu biểu toàn quốc, bác sĩ Đỗ Hữu Định, một trong những thầy thuốc đầu ngành của y học cổ truyền thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Trong ngành y, nhất định không ai không biết đến sự cống hiến và phụng sự của nhà y học Đông Tây y xuất sắc, bác sĩ Đỗ Hữu Định với bề dày 70 năm. Bác sĩ Đỗ Hữu Định sinh năm 1932 tại xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Tháng 11 năm nay, bác tròn 91 tuổi. Ông là người sáng lập và là viện trưởng đầu tiên của Bệnh viện Đông Y Nam Hà của miền Bắc, giai đoạn năm 1965-1976. Nay là Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Nam Định, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định. Giám đốc Bệnh viện Y học Dân tộc thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1976 đến năm 1982, rồi phó viện trưởng Viện Y dược học Dân tộc thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1986 đến năm 1998. Ông nói: "Bây giờ 90 tuổi rồi cũng còn ghiền khám, mỗi ngày trên dưới 10 bệnh nhân là hạnh phúc rồi. Vì thế mà ông vẫn đều đặn khám bệnh cho bà con ở phòng chẩn trị đông y của gia đình." Địa chỉ số 181 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Khi chúng tôi tìm đến đây, một vị tiên sinh với mái tóc bạc phơ, khuôn mặt hiền hòa, phong thái thông tuệ và minh mẫn đã chờ sẵn. Đó là bác sĩ Đỗ Hữu Định. Hôm đó, chúng tôi hữu duyên gặp được một nữ bệnh nhân bị bệnh nặng là tràn dịch màng phổi, xơ gan cổ trướng. Tận mắt chứng kiến thành quả điều trị của bác sĩ Định bằng đông y với nữ bệnh nhân này, chúng tôi không khỏi thốt lên rằng thật kỳ diệu khi bệnh tình của bà Xuân đã vô cùng khởi sắc. Ông cụ rất dễ thương. Đầu tiên mình thấy ông cụ lớn tuổi quá, mình sợ. Mình sợ ông cụ lớn quá, ông cụ sẽ bị lẳng, không trị được mình. Nhưng mình vô thì mình tiếp xúc với ổng thì ổng rất là tỉnh táo. Thì lên đây ông kết hợp, ông trị luôn hai món. Tràn dịch màng phổi với tràn dịch ổ bụng với lại bị gan cổ trướng luôn. Nó thành ba cái luôn chỗ đó. Vô đây thì ông nhiệt tình, ông khám cho mình, phát thuốc cho mình uống. Thì uống như vậy thì khoảng chừng 5-6 tuần á. Thì bây giờ cô thấy cô khỏe rồi, khỏe nhiều. Mà cô chạy xe được rồi đó. Bây giờ nó chỉ còn 20% là mình muốn trị dứt điểm luôn á. Riêng bác Định á, tôi đi khám cũng nhiều ông thầy của đông y rồi, nhưng bác Định á là có vẻ là một người rất ư là coi như là kỹ và chăm chú theo dõi cái ý của bệnh nhân, và cái cách mà coi làm việc của bác á, bệnh nhân có thể tin tưởng. Và qua quá trình uống mấy tháng tôi cảm thấy là sức khỏe nó dồi dào lên. Thấy con người mình yên tâm. Bác trai thì cũng hãy còn đam mê về nghề lắm. Và bác đây thì cũng phải hỗ trợ về cũng như là ngoài cửa hàng hoặc là thuốc men bệnh nhân thì mình cũng tiếp xúc rất là tốt để bảo đảm cái thuốc cho bệnh nhân cho tốt. Thấy bác ấy càng ngày mình lại càng phải động viên làm tốt hơn nữa. 70 năm cống hiến cho ngành y, bác sĩ Đỗ Hữu Định có nhiều công trình nghiên cứu đông y học duy nhất trong các lĩnh vực gồm nội khoa, nhi khoa, phụ khoa, da liễu và bệnh truyền nhiễm. Đặc biệt sau khi nghỉ hưu lúc 66 tuổi, bác sĩ Định không những tiếp tục điều trị và chăm sóc bệnh nhân với các loại bệnh sở trường mình có, mà còn nghiên cứu phát huy các bệnh đặc biệt như bệnh dời leo hay còn gọi là bệnh zona, bệnh sởi khỏi 100% không có biến chứng, bệnh chàm ngứa và bệnh vô sinh hiếm muộn ở cả nam và nữ. Người đầu tiên bác sĩ Đỗ Hữu Định chữa hiếm muộn có kết quả và ấn tượng nhất là vợ chồng đồng chí Võ Hiền Triết, 46 tuổi, là đại tá trưởng phòng hậu cần quân khu 7 và vợ là đồng chí Nguyễn Thị Hồng, 42 tuổi, là nữ du kích anh hùng nổi tiếng ở Bến Tre vào năm 1976. Cả hai vợ chồng là người huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Hai người khi đến bệnh viện khám đều cho kết quả khó có con. Họ tìm đến bác sĩ Định để khám qua một người quen giới thiệu. Sau điều trị khoảng 30 ngày thuốc thì có kết quả, đẻ được 3 người con trai. Và sau đó là loạt bệnh nhân mắc bệnh hiếm muộn được bác Định chữa khỏi với tỷ lệ thành công khoảng 70%. Như trường hợp đôi vợ chồng này, đã kết hôn 3 năm vẫn không có con. Họ đã đi thụ tinh nhân tạo ở bệnh viện nhiều lần vẫn không thành công. Ấy vậy mà khi đến gặp bác sĩ Định, uống thuốc tháng thứ 2 đã đậu thai và sinh liên tục 2 đứa con trai. Kinh nghiệm của bác đó, cái gì cũng có cái quy luật của nó. Các y học chữa bệnh, nếu thầy thuốc hữu tình hữu ý và chữa bệnh trải nghiệm lâu dài thì sẽ nắm được cái quy luật của nó. Bác nhấn mạnh cái chỗ là hữu tình hữu ý. Bây giờ chữa bệnh tràm, bệnh eczema, bác nắm được quy luật rồi. Hầu hết là 100% là khỏi. Các cái bệnh truyền nhiễm, siêu vi, dịch tễ này khác, bác cũng nắm được quy luật rồi. Còn nếu mà thầy thuốc mà vô tình vô ý thì chữa bệnh suốt đời không có nắm được quy luật đó. Và chữa bệnh theo cái công thức người ta đã có sẵn mà không có cái sáng tạo và phát minh mới. Mỗi đối tượng bệnh nhân là một cái chủ đề mình nghiên cứu. Mình sẽ có phát minh, sẽ có sáng tạo và phát minh mới. Điều đáng quý hơn cả là bác sĩ Đỗ Hữu Định đã biên soạn bộ sách Đông Y Đông Dược Thực Hành chuyên sâu, chứa đựng tinh hoa trí tuệ, kinh nghiệm mà ông đã tích lũy bao năm tháng hành nghề chăm chỉ, đam mê, trung thực, cùng trí tuệ của các nhà y học Trung Quốc, Hải Thượng Lãng Ông một cách có chọn lọc. Bộ sách gồm 4 quyển liên hoàn với nhau là cuốn Đông Y Đông Dược Chữa Bệnh Phòng Bệnh Tâm tỳ Phế Thận can, cuốn Từ Ngoại Cảm Tới Nội Thương và Kinh nghiệm Chữa Trị Bằng Đông Y Đông Dược, cuốn Những Nguyên Lý Căn Bản, Những Luận Thuật Độc Đáo, Những Kinh nghiệm Quý Giá Của Y học Dược học Cổ truyền Việt Nam và cuốn Từ Chứng Tới Bệnh và Kê Toa Chữa Bệnh Phòng Bệnh Bằng Đông Y Đông Dược Việt Nam do nhà xuất bản Y học Bộ Y tế xuất bản phát hành toàn quốc từ năm 2007 đến năm 2022. Bộ sách quý cao cấp này là tâm huyết một đời thầy thuốc Đỗ Hữu Định. Có thể dùng giảng dạy sau đại học, viện nghiên cứu, bệnh viện Đông Y. Các bài thuốc trong sách, người đọc có thể chép để chữa bệnh cho gia đình hoặc bà con lối xóm vì sách viết dễ hiểu, có dẫn chứng, minh chứng lâm sàng cụ thể. Để đạt được thành tựu đồ sộ như hôm nay, bác sĩ Đỗ Hữu Định đã có một hành trình dài hơi và bền bỉ, với ánh mắt lấp lánh niềm vui khi nói về những kỷ niệm trong cuộc đời thầy thuốc của mình. Năm 1952, khi chiến khu Việt Bắc lúc bấy giờ vẫn chưa có thuốc nam, thì ở Nam Bộ, lớp thuốc nam đầu tiên được mở ở Cái Nước, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, do bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng cùng 2 lương y khác trực tiếp giảng dạy. Năm ấy tròn 20 tuổi, Đỗ Hữu Định đến với Đông Y khi đang là y tá phụ trách y tế tại Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam. Bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng, người thầy cũng như người cha đó, ông biết bác khi bác mới 18-19 tuổi thôi. Và sau này đó, bác đi học cái lớp thuốc nam của ông, rồi thỉnh thoảng đi họp tổng kết. Năm 1954, đúng là ngày giải phóng Điện Biên Phủ, thì Sở Y tế quân ngư dân Nam Bộ có mở cái lớp tập huấn tổng kết phong trào thuốc nam ở các cơ quan Nam Bộ. Thì bác có đi dự và bác báo cáo cái việc mà bác dùng thuốc nam chữa bệnh cho cái lớp học trường Trường Chinh đó. Cả gia đình đồng chí Lê Đức Thọ cũng bệnh nhân của bác. Năm 1961 đến năm 1963 tại Vĩnh Yên, bác sĩ Định học lớp chuyên khoa Đông Y đầu tiên của Bộ Y tế. Thầy là Lương Y Nguyễn Kiều, người có công chăm sóc cho đồng chí Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, bác Tôn Đức Thắng ở Côn Đảo. Năm đó cũng được xem là bước ngoặt lớn trên đường nghề của y sĩ Tây Y Đỗ Hữu Định, khi ông bỏ trưởng phòng nghiệp vụ Y tế tỉnh Nam Hà để đi học, tốt nghiệp lớp Đông Y năm 1965 và trở thành một thầy thuốc Đông y từ đó. Dấu mốc quan trọng, vào ngày 11 tháng 9 năm 1974, ông được Bộ Y tế cử du học ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Đoàn có 11 người, trong đó có 3 giáo sư là Trần Thúy, Cù Nhẫn Nại, Phạm Xuân Sinh, bác sĩ Đỗ Hữu Định làm trưởng đoàn. Được du học, kiến thức về Đông y của bác Định ngày càng giỏi hơn. Xuất thân Tây y, học thêm và nghiên cứu về Đông y, bác sĩ Đỗ Hữu Định thật sự là một người hiếm có với sở học uyên thâm, kinh nghiệm dày. Xin được trích một câu nói của bác sĩ Đỗ Hữu Định trong quyển sách Đông y Đông dược chữa bệnh phòng bệnh tâm tỳ phế thận can. Giá trị cuộc sống sẽ gia tăng rất nhiều, làm cho con người sống bình an, hạnh phúc hơn khi ta quan tâm tới nhau giữa số phận của mỗi con người. Học tập nhiều hơn, nghiên cứu sâu rộng hơn, áp dụng thực tế phong phú hơn về mọi phương pháp phòng bệnh và chữa bệnh có hiệu quả nhất. Phối hợp Đông y và Tây y như chiến lược của Bác Hồ, chắc chắn giá trị cuộc sống không ngừng gia tăng, sống thọ hơn và nó vừa văn minh vừa đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Bảo tồn bản sắc của y học cổ truyền, giữ nguyên y văn của y gia đời xưa. Những cái y văn của y gia đời xưa hay lắm, chúng ta đọc, chúng ta phải thưởng thức được cái triết lý của cổ y học như thế nào.